Sự kiện gạc ma, biên tập Thi. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, một sự kiện đã xảy ra ngoài khơi xa, khu vực đá gạc ma Colin Landau. 64 chiến sĩ hải quân, quân đội nhân dân Việt Nam đã ngã xuống trong lòng biển mẹ. Gạc ma mất vào tay Trung Quốc. Tri ân, tưởng nhớ, không gì bằng tìm hiểu cho rõ những gì đã xảy ra trong lịch sử. Biết rõ để nhớ cho kỹ, để ứng xử, sao cho không uổng phí xương máu cha ông mình đã đổ xuống. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về quần đảo Trường Sa, lịch sử và hiện tại. Vào khoảng từ 1816 thời Gia Long, nhà Nguyễn Việt Nam đã chiếm cứ công khai và thực hiện chủ quyền một cách liên tục, hòa bình các hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi chiếm được Đại Nam, nước Pháp tiếp tục thực thi quyền chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Bia chủ quyền do người Pháp dựng năm 1938 có ghi rõ: Cộng hòa Pháp, Đế quốc An Nam, quần đảo Hoàng Sa, đảo Hoàng Sa 1816-1938 bằng tiếng Pháp. Pháp đưa quần đảo Trường Sa vào quyền quản lý của xứ Nam Kỳ trong Liên bang Đông Dương. Năm 1941, Nhật dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1945, sau khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh, Pháp và Trung Hoa Dân Quốc cùng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trung Hoa Dân Quốc đổ quân lên đảo Ba Bình, chiếm giữ đến năm 1948. Pháp cho tàu chiến tuần tra quần đảo Trường Sa, yêu cầu Trung Hoa Dân Quốc rút khỏi quần đảo Trường Sa, nhưng không tấn công quân Trung Hoa Dân Quốc. Năm 1951, Nhật Bản ký hiệp ước San Francisco, chấp nhận từ bỏ mọi quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1956, Đài Loan, tức Trung Hoa Dân Quốc sau năm 1949, quay lại chiếm giữ, xây dựng cơ sở quân sự và kiểm soát đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố chủ quyền vào tháng 6 và đưa quân ra chiếm lại vào tháng 8 năm 1956. Nhưng sau đó, vào dịp lễ song thập mùng 10 tháng 10, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ra lệnh rút quân khỏi đảo Ba Bình và Đài Loan kiểm soát đảo cho đến tận ngày nay. Lần đầu tiên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chiếm đóng một phần quần đảo Hoàng Sa thuộc nhóm An Vĩnh, trong đó có đảo lớn nhất là đảo Phú Lâm vào năm 1956. Đến tháng 1 năm 1974, Trung Quốc chiếm được toàn bộ quần đảo này. Tháng 4 năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố quản lý quần đảo Hoàng Sa, nhưng chỉ chiếm hữu được toàn bộ phần phía tây của quần đảo, nhóm lưỡi liềm bao gồm đảo Hoàng Sa. Ngày 22 tháng 5 năm 1956, cắm cờ trên quần đảo Trường Sa và dựng bia đá. Ngày 22 tháng 10, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố Trường Sa phụ thuộc tỉnh Phước Tuy, thực hiện chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa tại quần đảo Trường Sa. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc chiếm phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó một ngày, ngày 20 tháng 1 năm 1974, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tức Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, đã ra bản tuyên bố phản đối hành động này của phía Trung Quốc. Cùng năm 1974, Việt Nam Cộng hòa ra tuyên cáo về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đầu năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa công bố bạch thư về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời tố cáo Trung Quốc tấn công quân lực Việt Nam Cộng Hòa
để chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày 20 tháng 1 năm 1974. Philippines lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền với quần đảo Trường Sa tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1946. Vào năm 1956, ngày 15 tháng 5, công dân Philippines tuyên bố lập ra một nhà nước mới, Kalayaan, vùng đất tự do. Năm 1968, Philippines gửi quân tới ba đảo để bảo vệ các công dân Kalayaan và tuyên bố sáp nhập nhóm đảo Kalayaan. Năm 1972, Philippines sáp nhập các đảo Kalayaan, tức phần quần đảo Trường Sa, vào tỉnh Palawan của họ. Năm 1971, Malaysia đưa ra tuyên bố chủ quyền với một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Tới năm 1983, Malaysia chiếm một đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Năm 1984, Brunei thiết lập một vùng đánh cá đặc quyền gồm cả đảo chìm Lui Sa ở phía nam quần đảo Trường Sa, nhưng không tuyên bố chủ quyền vùng đó. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước duy nhất, kế thừa tất cả các nhà nước tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam trước năm 1976, bao gồm hai nhà nước trước đó là Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa, từng tuyên bố chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, công bố bị vong lục về vấn đề biên giới Việt-Trung, trong đó lên án việc Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước đó, các năm 1956-1974. Ngày 28 tháng 9 năm 1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố sách trắng giới thiệu 19 tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Trong những tháng đầu năm 1988, lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực tại quần đảo Trường Sa, chiếm giữ các đá chữ, đá châu viên, đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Subi. Hải quân Việt Nam đưa vũ khí khí tài ra đóng giữ tại các đá Tiên Nữ, đá Lát, đá Lớn, đá Đông, đá Tốc Tan, đá Núi Le, bước đầu ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của Hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận. Hiện tại, bức tranh đồn trú tại Trường Sa như sau. Việt Nam 21 đảo, 9 nổi 12 chìm. Philippines 10 đảo, 7 nổi 3 chìm. Trung Quốc 7 đảo chìm. Malaysia 7 đảo chìm. Đài Loan 2 đảo. Nhìn bản đồ quần đảo Trường Sa, thấy 21 đảo của Việt Nam trải dài từ đông sang tây, từ nam xuống bắc của quần đảo, tạo một thế vững chắc nhất để kiểm soát Biển Đông. 7 đảo của Trung Quốc đều tập trung ở khu vực giữa quần đảo. 7 đảo của Malaysia nằm ở phía đông nam của quần đảo. 10 đảo của Philippines nằm ở đông bắc quần đảo. Dù hiện tại, Trung Quốc đã bồi đắp lớn 7 đảo chìm với diện tích lớn, xây 3 sân bay. Nhưng Việt Nam có 3 đảo chìm rất lớn là đá Đông, đá Núi Le và đá Tốc Tan, có diện tích 35 km², 36.5 km² và 75 km². Nếu chúng ta bồi đắp thì diện tích còn lớn hơn các đảo của Trung Quốc rất nhiều. Trận chiến không cân sức. Tháng 3 năm 1988, Trung Quốc huy động lực lượng xuống khu vực quần đảo Trường Sa, gồm một tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và một pông tông lớn, có ý đồ chiếm giữ ba đá Gạc Ma, Colin và Lendao. Gạc Ma giữ vị trí quan trọng, khống chế đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ tại quần đảo Trường Sa. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng hạ quyết tâm đóng giữ các đá Gạc Ma, Colin và Lendao. Lữ đoàn vận tải 125 cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ này. Đó là chiến dịch chủ quyền 88, mật danh CQ88. Trung Quốc có 3 tàu khu trục gồm
Tàu khu trục 502, Samsung, lớp Giang Nam, 065, nặng 1.400 tấn, trang bị 3 pháo 100 ly và 8 pháo 37 ly. Tàu khu trục 556, Tương Đàm, lớp Giang Hộ 2, 053H1, nặng 1.925 tấn, trang bị 4 pháo 100 ly và 2 pháo 37 ly. Tàu khu trục 571 Ưng Đàm, lớp Giang Đông, 053K, nặng 1.925 tấn, trang bị 4 pháo 100 ly và 8 pháo 37 ly. Phía Việt Nam có 3 tàu vận tải không vũ trang. HQ-505, nguyên là tàu USS Bullock Country LST-509 của Việt Nam Cộng Hòa. HQ-604, tàu vận tải loại 500 tấn. HQ-605, tàu vận tải loại 500 tấn. Như vậy, Trung Quốc chiếm ưu thế hoàn toàn về lực lượng. Họ có 3 tàu chiến chuyên dụng, trang bị đầy đủ hỏa lực đại bác cỡ lớn, có thể bắn vào mục tiêu từ tầm xa trên 10 km. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có 3 tàu vận tải không vũ trang. Hỏa lực chỉ có súng cá nhân như AK-47, RPG-7 trang bị cho thủy thủ, tầm bắn chỉ được vài trăm mét. Sau cuộc đụng độ, Việt Nam mất Gạc Ma, giữ được Landau Colin, mất 3 tàu vận tải và 64 người con. Trên chiếc thuyền nhôm bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, sĩ quan công binh Trương đã chỉ huy thành công việc vận chuyển 44 người, gồm cả tử sĩ và thương binh. Do tình trạng vết thương nặng, mất máu nhiều, một thương binh đã tử vong khi về đến sinh tồn. Như vậy, HQ-604 trở về 42 chiến sĩ. Những chiến sĩ trên chiếc xuồng trở về chủ yếu là các chiến sĩ công binh trên đảo. Những người trên tàu HQ-604 bơi lênh đênh trên biển, nước chảy xiết, không thể dạt vào được đá Gạc Ma. Những trái dừa từ HQ-604 bung ra nhấp nhô trên sóng nước giống như những đầu người. Xuồng Trung Quốc quay trở lại, nhiều chiến sĩ ta bị bắn. Theo lời kể của chiến sĩ Phạm Văn Nhân, anh đã kịp lặn xuống khi phát hiện xuồng địch với những tay súng 55. Khi nổi lên, anh đã không tìm lại được người bạn thân của mình. Cố gắng lặn nhiều lần, tìm kiếm cũng vô ích. Chiều muộn, những chiến sĩ còn trôi nổi trên biển đã được tàu Trung Quốc vớt lên. 9 người họ trở thành tù binh và bị đưa về Trung Quốc. Theo phía Trung Quốc, thì trong khi các tàu của họ đang bỏ neo để yểm trợ cho một nhóm nghiên cứu thăm dò dầu mỏ ở đây, thì Hải quân Việt Nam nổ súng tấn công. Vì thế, Hải quân Trung Quốc bắt buộc phải tự vệ. Trung Quốc lấy danh nghĩa đưa phái đoàn khoa học Liên Hiệp Quốc đi khảo sát. Về phía Liên Hiệp Quốc thì cho rằng họ không có công tác khảo sát nào ở Trường Sa. Sau này, chính phủ Trung Quốc tuyên bố là rất tiếc biến cố đã xảy ra. Theo phía Trung Quốc, chủ trương ban đầu của họ là chỉ chiếm đóng các đảo bỏ hoang, chứ không tranh chấp các đảo có lực lượng nước ngoài chiếm đóng từ trước. Trong suốt thời gian xảy ra chiến sự, Hải quân Liên Xô đóng ở Cam Ranh đã không can thiệp. Tháng 11 năm 1978, giữa Việt Nam và Liên Xô đã ký Hiệp ước Liên minh Quân sự Đồng minh Song phương, trong đó ghi rõ là Liên Xô sẽ hỗ trợ Việt Nam hết sức mình về các mặt kinh tế, văn hóa và quốc phòng. Tuy nhiên, khi phía Việt Nam yêu cầu không đưa đầu đạn hạt nhân, tàu ngầm quân sự vào khu vực cảng Cam Ranh để tránh nguy cơ chiến tranh hạt nhân xảy ra trên đất nước mình, Liên Xô đã rút khỏi Hiệp định Tương trợ quân sự sớm 4 năm. Bộ đội Hải quân và Không quân Nga cũng dần rút khỏi Cam Ranh. Do vậy, năm 1988, Liên Xô không còn nghĩa vụ phải điều động quân đội để ủng hộ Việt Nam như trong cuộc chiến 1979 nữa. Sự kiện 14 tháng 3 năm 1988 tại Gạc Ma đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy đến với những nhân chứng lịch sử, người trong cuộc,
các chiến sĩ Gạc Ma qua các cuộc phỏng vấn của Uyên Uyên Việt Nam. Thời gian đã trôi qua quá lâu khi thực hiện các cuộc phỏng vấn đã trên dưới 29 năm. Các cựu chiến binh có thể nhớ chưa chính xác trong từng chi tiết hoặc từng góc quan sát mà câu chuyện của mỗi người không giống nhau, thậm chí trái ngược, mâu thuẫn. Nhưng tất cả đó đều là sự thật, nói lên một sự thật hiển nhiên. Trung Quốc đã dùng vũ lực tấn công và chiếm đóng trái phép đá Gạc Ma của chúng ta vào ngày 14 tháng 3, 1988. Hải chiến Gạc Ma, 14 tháng 3, 1988. Biên tập Thi. Đầu năm 1988, Trung Quốc huy động lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu hoạt động ở đây thường xuyên lên 9 đến 12 tàu chiến. Chúng chiếm đóng một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, chiếm giữ đá chữ thập 31 tháng 1, đá Châu Viên 18 tháng 2, đá Ga Ven 26 tháng 2, đá Tư Nghĩa tức Huy Gơ 28 tháng 2, Subi 23 tháng 3. Các bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa được gọi là đảo chìm đều có chữ đầu là đá. Cùng thời điểm này, Hải quân Việt Nam đưa vũ khí, khí tài ra đóng giữ tại các đá Tiên Lữ 26 tháng 1, đá Lát mùng 5 tháng 2, đá Lớn mùng 6 tháng 2, đá Đông 18 tháng 2, Tốc Tan 27 tháng 2, Núi Le 2 tháng 3. Nhằm bước đầu ngăn chặn hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của Hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận. Phía Việt Nam dự đoán Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo sinh tồn Nam Yết và phía đông kinh tuyến 115 độ. Một chiến dịch bảo vệ chủ quyền biển đảo được vạch ra. Chiến dịch chủ quyền 88, viết tắt là CQ88. Lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3, tàu HQ604 do thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy rời cảng ra đá Gạc Ma để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch CQ88. Ngày 12 tháng 3, tàu HQ605 thuộc lữ đoàn 125 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy từ đá Đông đến đá Len Đao. Lúc 5 giờ ngày 14 tháng 3, HQ605 đã cắm cờ Việt Nam trên đá San Hô Len Đao. 9 giờ ngày 13 tháng 3, tàu HQ505 của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ từ đá Lớn tiến về phía Cô Linh. Phối hợp với hai tàu 505 và 604, có hai phân đội công binh 70 người thuộc Trung đoàn Công binh 83, 4 tổ chiến đấu 22 người thuộc Lữ đoàn 146 do Trần Đức Thông, Phó Lữ đoàn trưởng chỉ huy, và 4 chiến sĩ đo đạc và biên vẽ bản đồ thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Sau khi HQ604, HQ505 của Việt Nam thả neo được 30 phút, tàu hộ vệ của Hải quân Trung Quốc từ Huy Gơ chạy về phía Gạc Ma, có lúc đôi bên chỉ cách nhau 500 mét. 17 giờ ngày 13 tháng 3, tàu Trung Quốc áp sát tàu 604 và dùng loa gọi sang. Hai tàu 604 và 505 kiên trì neo giữ quanh đá. Chiến hạm của Trung Quốc cùng một hộ vệ hạm, hai hải vận hạm thay nhau cơ động chạy quanh đá Gạc Ma. Lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam chỉ thị cho Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ chỉ huy bộ đội quyết giữ đá Gạc Ma Cô Linh. Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ thị cho lực lượng công binh khẩn trương dùng xuồng chuyển vật liệu xây dựng lên đá ngay trong đêm 13 tháng 3. Thực hiện mệnh lệnh, tàu 604 cùng lực lượng công binh Trung đoàn 83 chuyển vật liệu lên đá Gạc Ma. Lực lượng của Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ, cắm cờ Việt Nam và triển khai 4 tổ bảo vệ đá. Lúc này, Trung Quốc điều thêm 2 hộ vệ hạm trang bị pháo 100 ly, yêu cầu phía Việt Nam rút khỏi đá Gạc Ma. Ban chỉ huy tàu 604 họp nhận định Trung Quốc có thể dùng vũ lực can thiệp và quyết định chỉ huy bộ đội bình tĩnh xử trí, thống nhất thực hiện theo các phương án tác chiến đề ra, quyết tâm bảo vệ Gạc Ma.
Ngày 14 tháng 3, chiến sự diễn ra tại các khu vực đá Gạc Ma, đá Cô Linh và đá Len Đao. Tại đá Gạc Ma, sáng ngày 14 tháng 3, từ tàu HQ-604 đang thả neo tại Gạc Ma, Trần Đức Thông, lữ đoàn phó lữ đoàn 146, phát hiện thấy 4 tàu lớn của Trung Quốc đang tiến lại gần. Tổ 3 người gồm Thiếu úy Trần Văn Phương và 2 chiến sĩ Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Văn Lanh được cử lên đá bảo vệ lá cờ Việt Nam đang cắm trên bãi. Thiếu tá Trần Đức Thông yêu cầu các đơn vị thức dậy để ăn sáng và chuẩn bị vũ khí dưới hầm tàu lên lau chùi, chuẩn bị chiến đấu nếu Trung Quốc nổ súng. Khi tổ cắm cờ và giữ cờ gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ, thì bất ngờ 4 tàu khu trục và hộ vệ tên lửa Trung Quốc chạy đến. Một tàu đậu ở xa, còn 3 tàu áp sát chừng 200 đến 300 mét, dùng xuồng máy đổ bộ vào 50 lính có trang bị súng AK, 48 lính mang AK, 1 lính mang điện đàm, 1 tên mang súng ngắn. Chỉ huy Trần Đức Thông ra lệnh cho các thủy thủ từ tàu 604 tiến về bảo vệ bãi để hình thành tuyến phòng thủ, không cho đối phương tiến lên. Tổ cắm cờ và giữ cờ Việt Nam gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh có 2 khẩu AK-47, một số dụng cụ như xà beng, quốc xẻng. Hai bên giằng co bằng tay không. Sau đó tên cầm súng lục nổ súng bắn chỉ thiên. Phía Trung Quốc bắt đầu hành động mạnh tay hơn. Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh bị lê đâm và bắn bị thương. Thiếu úy Trần Văn Phương bị bắn tử thương. Ông hô: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của quân chủng hải quân." 7 giờ 30 phút, lính Trung Quốc rút về tàu, rồi dùng 2 chiến hạm bắn pháo vào tàu 604. Tàu Trung Quốc đồng thời nhả đạn, hỏa lực gồm đủ loại từ trọng liên 12,7 ly, pháo 37 ly, cho tới pháo 76,2 ly, pháo 100 ly, có cả dàn ống phóng rocket 12 nòng, bắn vào tàu HQ-604 và lính Việt Nam trên đảo. Sau đó, tàu Trung Quốc quay sang bắn tàu HQ-505 bên đảo Cô Linh và HQ-605 bên đảo Len Đao. Sau đợt pháo kích, Hải quân Trung Quốc cho xuồng đổ bộ xông về phía tàu Việt Nam. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy quân trên tàu sử dụng các loại súng AK-47, RPD, B-40, B-41 đánh trả quyết liệt, khiến nhiều lính Trung Quốc thương vong, buộc đối phương phải bỏ xuồng, nhảy xuống biển bơi trở về tàu. Hải quân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa tổ chức băng bó cứu chữa thương binh và hỗ trợ các chiến sĩ bảo vệ cờ. Trung Quốc tiếp tục nã pháo, tàu 604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm xuống biển. Lữ đoàn phó Trần Đức Thông, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ cùng một số thủy thủ trên tàu đã hy sinh cùng tàu 604 ở khu vực đá Gạc Ma. Khi trời sáng rõ, quân Trung Quốc rút khỏi đảo Gạc Ma. Lúc này, trung sĩ Lê Hữu Thảo và một số người còn lành lặn bơi ngược lại đảo tìm xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương. Chiếc xuồng vận tải bị đạn bắn lỗ chỗ. Trung sĩ Thảo xé áo, nút lại để trèo chở thi thể Trung úy Phương và thương binh Lanh về hướng tàu HQ-505. Đầu giờ chiều, xuồng của HQ-505 đến nơi đưa các chiến sĩ về tàu. Khi tàu về đến đảo sinh tồn, binh nhất Lanh được chuyển bằng trực thăng vào đất liền cấp cứu và đã qua khỏi. Đá Cô Linh. Tại đá Cô Linh, 6 giờ, tàu HQ-505 của Việt Nam cắm 2 lá cờ trên đá. Khi thấy tàu 604 của Việt Nam chìm, thuyền trưởng tàu 505 Vũ Huy Lễ ra lệnh nhổ neo cho tàu ủi bãi. Phát hiện tàu 505 đang lên bãi, 2 tàu của Trung Quốc quay sang tiến công tàu HQ-505. Khi tàu HQ-505 trườn lên được 2/3 thân tàu thì bốc cháy. 8 giờ 15 phút, thủy thủ 505 vừa triển khai lực lượng dập lửa cứu tàu, bảo vệ đá và đưa xuồng đến cứu thủy thủ tàu 604 bị chìm ở phía bãi Gạc Ma, cách đó khoảng 3,5 hải lý. Nhờ việc ủi bãi nên HQ-505 không bị chìm, chiến sĩ của HQ-505 đã hoàn thành nhiệm vụ giữ chủ quyền ở đảo Cô Linh. Sau trận đánh, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ
được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 1 năm 1989. Tàu HQ-505 sau khi kiểm tra được thả cho chìm ở gần ngay đá Kulin do hư hỏng quá nặng. Đá Landau. 8 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3, Hải quân Trung Quốc bắn mãnh liệt vào HQ-605 của Hải quân Việt Nam. Tàu 605 bị bốc cháy và chìm lúc 6 giờ ngày 15 tháng 3. Thủy thủ đoàn của tàu bơi về đảo sinh tồn. Thượng úy Nguyễn Văn Trương và Trung úy Nguyễn Sĩ Minh tổ chức đặt thi hài các chiến sĩ Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Tư cùng các thương binh nặng lên xuồng. Số người còn sức, một tay bám thành xuồng, một tay làm mái chèo đưa xuồng về đá Kulin. Khoảng một tháng sau trận hải chiến tại Gạc Ma, Hải quân Việt Nam đưa 35 công binh và 7 thủy binh cùng vật liệu xây dựng, một số vũ khí bí mật đổ bộ trong đêm lên đá Landau xây nhà đánh dấu chủ quyền. Lặp lại kịch bản Gạc Ma, trong ngày, Trung Quốc đưa 7 tàu chiến và nhiều xuồng nhỏ bao vây, uy hiếp số quân Việt Nam trên đá. Tuy nhiên lần này, Việt Nam cho 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-22M từ đất liền bay ra phía đá hỗ trợ, nên số tàu chiến của Trung Quốc tản ra, đụng độ không nổ ra. Phía Việt Nam giữ được đá và hoàn thành việc xây dựng nhà trên đá. Trong trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, phía Trung Quốc thống kê họ đã bắn tổng cộng 285 viên đạn pháo 100 ly, 266 viên đạn pháo 37 ly, chưa kể các cỡ đạn nhỏ hơn. Phía Việt Nam chỉ có tàu vận tải. Thiệt hại của Việt Nam bao gồm 2 tàu bị bắn chìm, 1 tàu bị bắn hỏng, về sau thả cho chìm. 3 người hy sinh, 11 người khác bị thương, 70 người bị mất tích. Sau này, Trung Quốc trao trả cho phía Việt Nam 9 người bị bắt, 64 người vẫn mất tích và được xem là đã hy sinh. Nhờ hành động dũng cảm của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và tập thể tàu HQ-505, tàu Việt Nam nằm trên đá Kulin giữ được bãi đá ngầm này. Trung Quốc chiếm Gạc Ma từ ngày 16 tháng 3 năm 1988 và vẫn giữ cho đến nay. Ngày 7 tháng 5 năm 1988, tại quần đảo Trường Sa, Đại tướng Lê Đức Anh đọc lời thề. Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau. Quyết tâm bảo vệ bằng được tổ quốc thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc thân yêu của chúng ta. Theo báo cáo của chính phủ Mỹ, đến năm 2015, Việt Nam đã mở rộng khu vực kiểm soát lên 48 đơn vị. Vào dịp 14 tháng 3 năm 2015, chúng tôi về Thái Bình thăm các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, thắp hương cho các anh. Năm nay, tạm biệt những bông hoa thép trên đỉnh Phù La Nhích, chúng tôi về Nghĩa Hưng, Nam Định trong một chiều mưa lạnh, để thăm anh, một cựu chiến binh, chiến sĩ Gạc Ma. Một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp và sạch sẽ, vợ chồng anh sống chủ yếu bằng nghề nông, được giao thêm trông cống thủy lợi của bà con, cứ mỗi 6 tháng thì được công là 80 kg thóc. Anh chị chăn nuôi vài con gà, con lợn trong chuồng, có bò và con nuôi dê mướn. Chàng hải quân ngày nào khiến cho kẻ địch phải thốt lên, Việt Nam không biết đầu hàng à? Giờ đây, trước mặt chúng tôi là một người nông dân, chân chất và có vẻ hơi nhút nhát. Vùng quê yên bình của anh như tách biệt khỏi cái thế giới ồn ào mà chúng tôi từng biết. Anh có rất ít thông tin về những đồng đội của mình. Câu chuyện của anh giản dị. Chúng tôi gần như phải tự suy ngẫm về những gì xảy ra qua những câu nói ngắn, rất đơn giản của anh. Mời quý vị và các bạn làm quen với chiến sĩ Gạc Ma Phạm Văn Nhân, nghe câu chuyện làm tù binh và câu chuyện vượt ngục của anh. Câu chuyện về sự kiện Gạc Ma của anh. Dạ. Những cái câu chuyện mà được đăng bằng báo chí này kia ấy, thì cũng nhiều, nhưng thực ra để mà xác minh nó đến đâu thì nó khó.
Dạ vâng. Còn các anh thì ở cái vai trò của người chiến sĩ thì thực ra mình cũng không thể biết được nhiều, cho nên là cũng không hy vọng là có thể có được cái toàn cảnh của cái sự kiện. Vâng. Nhưng mà với cái vai trò của mình thì cũng rất là muốn là anh kể lại cái thứ nhất là những thứ mà mình nhìn thấy, những cái mà mình nhìn thấy và những việc mà mình làm. Vâng. Trong cái sự kiện xảy ra đấy và anh cái sự kiện kéo dài 3 năm 8 tháng nhỉ anh ạ? 3 năm mấy tháng? Vâng, chỉ là 3 năm 5 tháng. À, 3 năm 5 tháng. Và 10 năm ngày. 15 ngày đấy, đây là một ngày cùng nhìn thu ở ngoài, anh nhớ từng ngày như thế cơ mà. Dạ vâng. Thì là một anh, có thể là anh cứ lần lượt nhớ được đến đâu thì anh kể đến đấy. Dạ. Nhưng mà chỗ nào chưa rõ thì tôi cũng xin phép được hỏi lại. Nếu như mà anh nhớ được anh nói, còn nếu anh không nhớ được thì thôi cũng không sao. Dạ vâng. Thế và một điều mà thực sự cũng rất là phấn khởi là nhìn thấy anh thì trông đang còn trụng vía là dạ. Sức khỏe cũng... Dạ. Rồi em thì... tên là Phạm Văn Nhân, quê quán thì kia ngày ở nhà đi thì đội 10 sĩ nạc, xã Nghi Lợi, huyện Nghi Hưng, Nam Định. Sau về thì ra gần đây trông cống như cái nông trường này, trước là bố trông cống đây. Sau bố già đấy bảo em ra ngoài này ở đấy, em cắt khẩu ra ngoài này, ra khẩu đội 1 nông trường. Em nhập ngũ hồi năm 1986, đi ngày 14 tháng 3 năm 86 thì ở trong quân ngũ được vừa tròn 2 năm. Và thì cũng ngày 14 tháng 3 ra đảo Gạc Ma thì gặp Trung Quốc các thứ, đối bên người qua tiếng lại, sau khoảng 8 giờ thì tàu, tối hôm trước đã gặp tàu Trung Quốc rồi. Thế sau nó thông báo chủ quyền các thứ, họ bỏ họ đi. Thế sáng sau 8 giờ họ quay lại. Mình đang dỡ xếp bốc hàng để đưa đảo. Tàu, ba cái tàu họ ra họ đánh. Thế sau bị bắt, mang sang đảo Lô Châu ở Trung Quốc. Giam từ năm 88 đến hết năm 90-91 cho về thời gian tù 3 năm rưỡi hay chịu nữa. Vâng. Anh có nói là hôm 13 ấy, là 13 tháng 3 là mình đã gặp hai tàu, hai bên đã gặp nhau. Vâng. Và thông báo chủ quyền là ai thông báo chủ quyền? Tàu họ ra họ thông báo chủ quyền. Tức là tàu Trung Quốc. Vâng, chủ quyền. Vâng, bác Noa họ nói lãnh thổ của Trung Quốc, đề nghị kiểu mình rời khỏi đảo. Họ nói tiếng Việt luôn. Vâng. Thì khi đấy thì mình như nào, thái độ của mình như nào ấy? Thì mình bình thường các thứ vậy, chỉ nghe thông anh mọi thôi, việc họ thì kệ họ thôi. Nó thông báo xong tàu nó rời đi, mình mới thả neo các thứ, đo độ sâu thả neo rồi ở qua một đêm. Sáng mai anh ấy cho bộ đội bốc hàng để đưa đảo. Thế ba tàu họ quay lại. Sáng sau quay lại, sáng hôm 14 tháng 3 quay lại rồi bị đánh. Lúc trước anh có nói là lời qua tiếng lại có nghĩa là như nào? Sáng, cái sáng hôm đấy họ thông báo chủ quyền các thứ thì lời qua tiếng lại là trên đảo.
Chỉ nghe mình xuống đảo, có một số lính ở trên đảo khoảng 30 người. Còn em đang ở cái xuồng, nó khoảng cái xuồng nhung khoảng 3 tấn để phục vụ cái ấy. Cái móc mình cẩu hàng xuống để móc ra để chở hàng lên trên đảo mà. Thì thấy trên đảo qua lại xô xát ở trên đảo. Tức là lúc anh xuống thì là trên đảo đã đang xô xát rồi. Vâng, lúc em ở trên xuồng thì mới chở được mới bốc hàng ấy, chưa chở. Bốc chuyến hàng đầu tiên thì họ thả xuồng các thứ kiểu chạy quanh tàu mình như này. Mỗi xuồng của nó khoảng 7-8 người hay 10 người gì đấy. Nó chạy quanh tàu mình ấy. Còn nó lại quân trên đảo đông lắm, hơn trăm, có khi mấy trăm quân thế đông lắm. Mình chỉ khoảng 30 người thôi. Nó mang súng các thứ mỗi người AK này, kiểu BDVK xuống. Mình có người không với này ấy. Mình là một công binh à? Vâng, vâng. Cũng có một số ở trên viên lính tàu thôi. Thế qua lại ở trên đảo, nổ súng trước. Trên đảo lính Trung Quốc ở trên đảo. Vâng, nó nổ súng bắn ở trên đảo trước. Thế sau tàu nó mới bắn sang tàu mình. Tức là đầu tiên là nó bắn lên trên đảo, sau vâng. Đó thì là tàu bắn lên tàu mình. Vâng, bắn trên đảo, lính của nó bắn lên trên tàu mình. Nhưng lúc đó cái bãi đặt trên... ma nó chìm, nó nổ. Nó chìm. Lúc ấy chìm sâu không anh? Cái bãi đặt ma lúc ấy thì chìm sâu không? Sáng ra thì nó lại... Lúc mà đánh nhau ấy thì nó nổ lên chìm. Lúc đánh nhau thì nó phập phờ rồi. Nó lúc cái nước đang kiểu đang lỏng nó cạn. Nó phập phờ. Còn đêm hôm ấy đi khảo sát đảo thì chiều dài của đảo nó nổi lên ấy, thì khoảng 9 cây. Ngang khoảng cây số vậy. Nó diện tích, cái tối hôm em nó vào diện tích vậy thì bằng cái nông trường Lạng Đông mà. À, kiểu nó nổi lên. À, nó khoảng 9 cây. Dài. Đấy là phần nổi, còn đến sáng thì nó lại chìm đi. Vâng, nó chìm. Còn nước lên thì là chắc là ngập hết. Lúc tối hôm, chiều hôm mới ra là khoảng... 4-5 giờ chiều thì nó chìm hết. Thế khoảng ngày đêm hôm ấy thì khoảng 10 giờ chưa đến ý. Thì nước lòng là nó nổi lên. Thì đi khảo sát là chiều dài của nó là 9 cây, còn chiều ngang là 1 cây. Đến chỉ san hô, mà san hô nó kinh lắm. Cái san hô mình dẫm nó gãy sang cái đế dưới của san hô, nó cứa gần đứt cái đế dày, cứa chét hết đế dày kinh sắt lắm. Thấy chị mình nước. Vâng. Khi mà anh từ trên tàu anh xuống thì tức là xuống đảo thì đã thấy là đang có, gọi lúc ấy gọi là giao tranh chứ chưa có nổ súng đúng không ạ? Chưa nổ, đêm mới xuống thì lúc khoảng 10 giờ thì là thấy đảo nổi như thế. Vâng. Còn đến sáng mai khoảng 8 giờ, 7-8 giờ sáng em ước chừng vậy là tàu nó quay lại. Thì
sáng thì đảo nó chìm nhưng nó phập phờ rồi nó vâng nằm là san hô nó phấp phới vậy. Vâng, mình lội thì chân nó đến khoảng đến đâu chân, lúc cạn thì là cạn hết, còn cái lúc mà giao tranh đánh nhau ấy thì nước nó đến đâu, nước nó phập phờ thì lúc chỉ lên gối không đến, mà chỗ nước nính mình đứng là cũng chưa phải là chỗ nổi nhất, còn những cái chỗ nổi là nó phập phờ, còn chỗ nính mình đứng ấy nó đến đây lưng của chân gần đến gối. Anh có thể nói kỹ hơn cái lúc mà khi mà anh đưa cái cano của anh cập vào ấy, thì anh thấy như thế nào? Không, đang bốc hàng xuống thì nó chạy chứ chưa chuyến hàng nào chở xuống đảo ấy. Mình mới đang kiểu tàu mình đang cẩu hàng, vâng, bê tông, vâng, chưa xuống đảo, chưa mang đảo, mới nính xuống cắm cờ đi các thứ. Thì những cái đấy là anh không được tham gia đúng không? Vâng. Đang ở trên một cái cano nào đó. Vâng, đang trên cái cano. Vì lúc anh Thông anh bảo, nhớ anh bảo nhân em xuống em ấy đi móc cái cẩu, vì cái cẩu của nó, cái móc cẩu anh bảo 30 kg rồi, còn cái xích nữa, mà ông nào yếu thì mà kiểu nó va cho là nguy hiểm lắm, chết mất, có khi chết. Thế em xuống em giúp anh móc cái cẩu hàng, tàu cẩu xuống thì em móc cẩu hàng là cho anh vậy. Nhưng mà vâng, lúc em mặc cái áo phông Sài Gòn nó ngắn ngắn lên đây này, thế em xuống em móc cái ấy, móc cẩu. Thì em trên đảo thì ở trên cái xuồng có 3 anh em, một anh thì 2 người thì ôm, 1 người thì lái xuồng, còn anh kia thì gác, còn em thì xuống không là đấy, em còn trêu bỏ gác cẩn thận mà bắn lúc nào không hay. Cái đang thấy xô xát trên đảo rồi thì em mới đang móc cái cẩu, thế súng nổ cái này lúc không kịp chỉ nằm xoài trong cái xuồng, nó bắn vã lên tàu với lại ở tàu của chiến của nó thì bên mạn tay trái, nó bắn sang mình ở bên mạn phải này. Đầu tiên nó đánh cabin trước thì nguyên mảnh đạn rồi các thứ văng xuống, sau bị thương cũng nhiều, nguyên mảnh đạn này mà như thế nào nữa, phan cá vào chân thì cái này dai. Sau về đấy, về Trung Quốc trong công cái mổ lấy ra thì đi bập bệnh mất khoảng hơn năm, thì gót chân ngang vào đây, cắm vào đây, sẹo to. Khi anh bắt ở dưới biển, sau đánh chìm hết cả xuồng cả tàu. Xuồng cũng chìm. Chìm hết. Như vậy là anh bơi à? Có phao không? Bơi sau cái gỗ mà mình mang ra để làm nhà cao cẳng, nhà sàn này. Bám lên cái mảnh gỗ đó, nó nhỏ nhỏ. Lúc đánh khoảng 8 giờ, 5 giờ chiều, nó đánh xong nó bỏ đi. Đánh xong, còn cái thằng chìm hết cho cái thằng Kiên, thằng ở Nam Tiến, Nam Ninh. Nó còn sống. Hai anh em còn gặp nhau, nó lúc cứ đang bơi thì cái xuồng nó chạy quanh, lúc cái tàu chìm thì xuồng nó chạy quanh, nó
mang AK nó bắn. Thì không biết, lúc ấy không biết là thấy nó chĩa súng cái là em mới nặn. Nặn thì không biết thằng kia nó có nặn hay không. Sau một hơi thấy nặn xuống dưới còn nghe nó bắn. Thì chắc thằng kia lúc ấy nó bắn chết lúc đấy. Tàu chìm. Sau nặn mỏ nó không tìm. Nhưng Kiên là Nam Tiến, Nam Ninh. Anh em đi chơi thân nhau, đi cùng đợt. Tàu chìm nó bắn chết cái thằng Kiên. Nguyễn Trúc Kiên. Vâng, sau nó đi xong khoảng 5 giờ chiều quay lại nó vớt. Thì lúc cái sóng nó đánh chẳng không biết là như thế nào, nhưng lúc trôi trên biển là không nhìn thấy nhau. Nhưng sau nó vớt nên biết là còn 9 anh em. Chín chết hết. 9 ạ. Vâng. Là lúc mà nó vớt anh là anh vẫn đang nổi trên biển như vậy. Vâng. Nó lại không bắn nữa. Vâng. Lúc 5 giờ chiều nó quay lại nó vớt. Nó có bảo là giơ tay hàng không hay là như thế nào không? Nó cũng có. Nó ra hiệu hàng nhưng mà lính mình kiểu có ông nào muốn hàng thì cũng không hàng được. Cho nó bọn lính Việt Nam không biết hàng. Ê, nói thật ra là kiểu trời nó lạnh, bắt đầu mình nếu âm lịch hôm đấy là 27 này, ngày 27 tháng 1 âm lịch lạnh, hay kiểu ôm cái gỗ cả ngày thế tay kiểu nó cứng lên luôn, nó phải gỡ tay kiểu nó đến thằng là nó vâng nó gỡ tay. Nó còn lính Việt Nam không biết hàng. Nó kiểu nó lạnh, nó cứng. Ôm từ sáng, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau nó còn lính Việt Nam không biết hàng. Nó ra hiệu mình chỉ còn kiểu nhìn nó vậy rồi kệ. Sau nó vớt lên, nó còn lính Việt Nam không biết hàng. Nó lạnh quá. Giả sử như lúc đấy mà giơ được tay lên, anh có giơ tay hàng? Lúc ấy cũng không nghĩ mà lúc ấy là mình có hạ cái không, nhưng mà đúng lúc ấy là lạnh không vậy. Không nhờ nói bảo nói ấy chứ kể là cái ngày xưa bảo Trung Quốc họ ác á, cũng chắc không hàng vì cái hôm nói đưa về không biết nó chạy mấy ngày, nó nhốt ở trong tàu. Anh không biết là nó chạy mấy ngày, nhưng về đến đảo Hải Nam thế nó mới đưa lên. Lúc ấy là trưa vì nó bịt mắt, thế là nó sẵn là nên ra khỏi tàu nên cái mặt bong ấy là nó nóng lắm, nóng bỏng chân luôn. Thế em co này, hai thằng lính nó đỡ tay thì nóng quá mình cứ co chân như vậy. Thế là nó cười, nó biết con nghe nó cười là nó biết thấy cho cái đôi dép để đi. Thế nó tới nó vào đảo Hải Nam thì nó đưa vào cái phòng của nó cho lính mình kiểu nó bị ăn, nhưng mà anh em kiểu bị thương nó mệt không nào ăn. Thế sau nó lại đưa con tàu nó chạy vào cái bán đảo Lôi Châu, nó cho vào viện nó chữa trị. Nó chữa trị thì với hôm tàu chìm với em ở trong tàu thế nặng chán thì thoát ra được.
kiểu bị uống nước biển. Nó bị thương thực nhẹ hơn chúng nó, nhưng mà mình bị uống nước biển. Sau kiểu nó mang về không ăn được. Nó chữa cho những kia trước, nhưng mà sau mình lại kiểu bị uống nước biển, không ăn được. Nó đưa cái thằng bác sĩ tâm lý đến. Đầu tiên nó đưa công ước cho đọc, 4 công ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Liên bang Thụy Sĩ, cho đọc 4 công ước. Nó bảo đọc, ông để đọc 4 công ước thì ông biết là không chết, nhưng ông này vẫn không ăn được. Thế sau đó đưa thằng bác sĩ tâm lý đến, hỏi dò na nói chuyện, kể từ ngoài đấy từ đầu như kiểu anh chị đang hỏi này. Thế gọi là tôi bị uống nước mặn kiểu. Thế nó không nói gì nữa, nên màng đến cái phòng nó trói mình vào cái ghế. Thế là nó rửa ruột, bơm nước và rửa thì sau kiểu hai cái thành ruột dính vào nhau, nước mặn rồi thành dạ dày, nó chảy máu, cả máu cả nước ra, xong nó cấp cứu. Cái bà ấy, bà ấy, bệnh viện em cái nhóm máu của em là nó, bà ấy bảo là nhóm máu hiếm, nên bà ấy đưa hồ sơ bệnh án sau về Việt Nam, bà ấy đưa hồ sơ bệnh án, bà ấy dặn, bà ấy bảo anh mà để mất máu một lần nữa là dễ bị chết, vì máu này máu hiếm. Bà ấy bảo, bà ấy chưa vào máu cộng sản tức là máu hiếm. Là anh dễ bị chết, phải nói thế. Bà ấy đưa toàn bộ cái hồ sơ bệnh án, bà ấy bảo cầm về Việt Nam, cái này đừng để mất. Bà ấy còn dặn rất quan trọng với anh, cầm về đưa cho Việt Nam. Thế cầm về sau đưa cho các anh, sau các anh hỏi đưa cho các anh rồi bị bể uống nước mặn xong két rửa vật tên nó dính dạ dày, nó dính nhau hai tuần sau chữa, còn cho ăn kiểu mỗi bữa của cái nòng đỏ trứng ấy, một nòng đỏ với này, đỏ hai cái xìa bột. Nó khi bát ăn cơm mình ấy, nó còn trên lưng bát mà nhiều nước. Thế sau đầu tiên thì không muốn ăn, không ăn. Sau cái bà bác sĩ bà ấy dọa, bà ấy bảo nếu anh không ăn được thì lại phải đi kiểu thay đi bơm nước. Nó khiếp phải ăn. Và anh không ăn là nó lại dính. Anh ăn thế để nó tách, tách cái hai cái thành dạ dày, không nó lại dính mà. Thế sau khiếp mà cố ăn bữa nào anh bắt ăn hết một cái. Thế sau ăn, cố ăn xong không thì bà ấy bảo lại phải đi bơm nước thì khiếp. Kình không chịu được. Thế sau em với ấy ăn, thế sau đi khi ăn được nó đói, và thôi cho tôi ăn thế này không chịu được. Và không chịu được chỉ có bằng ý thôi, chứ anh giờ ăn nhiều cũng không được, vì ăn nhiều giờ thành dạ dày nó đang yếu, còn đói quá là chúng tôi truyền thôi. Đấy, truyền cho nó đỡ đói, nó đủ chất, nó đỡ đói. Lúc ý kiểu lâu ngày, nhiều ngày không ăn nhưng đói. Sau bà trêu vừa lúc
ép anh ăn anh không ăn, anh đòi ăn. Và giờ tôi đói không chịu được. Do anh vất vả nhất chúng tôi kia hôm hỏi anh là bác sĩ tâm lý, chứ chúng tôi không biết chữa chạy cho anh bằng cái kiểu gì nữa. Anh nó bị thương thì cảm nó nhẹ hơn những anh kia, vết thương cũng nhiều nhưng mà nó chỉ phần mềm nhiều, nhưng mà không ăn được. Thế chúng tôi không hiểu được cái kiểu gì. Và lúc tàu chìm mà tôi nặn uống no nước biển luôn. Thế ông bác sĩ tâm lý ông nghe cái không hỏi han gì nữa, đưa đi vừa loạt luôn. Sau máu ra lúc cái còn nhìn thấy họ thao ra cái chậu hình máu mà sao máu nhiều, thì nhìn vào máu nhiều nó cả nước cái chậu máu không khiếp. Sau ra nhiều quá không kịp cầm, phải chuyển máu. Những anh em ở trong đấy thì như là anh em cùng với ai? Và cũng nặng nhẹ cũng bị thương cả, nhưng mà con Thống nặng nhất. Đợt Thống nặng. Cái Thống mà anh nói là vừa dạ. Không. Anh Thống còn không? Còn ạ. Thống người Quảng Bình. Và còn cái ông bị giai đoạn cuối thằng Dũng ở Đà Nẵng. Và Dũng ở Đà Nẵng. Sau cái giai đoạn điều trị đấy thì cái thời gian còn lại ở trong tù thì các cái sinh hoạt thường ngày là nó này là những gì anh có thể chia sẻ được không? Thì đầu tiên về là nó điều trị ở viện phòng. Giờ không nhớ rõ nó khoảng 3 tháng gì đấy. Nhớ còn dạy cho y tá y sĩ họ sau còn y tá y sĩ còn bảo dạy cho nó học tiếng Việt. Y tá y sĩ điều dưỡng dạy tiếng Việt họ và giờ tôi không biết dạy kiểu gì đến nó bảo dạy. Sau dạy cho họ còn biết nói nhiều. Sau chuyển từ ấy cái bệnh viện ấy về cái trại nó gọi trại thu dung thì nhốt 3 người một phòng. Nhốt đầu tiên các ông cứ nói cuối năm các ông cho về, sau năm nữa không thấy đâu, năm nữa sau cũng chán mà sống này thôi cũng phải tìm cách tìm đường. Sau tìm mấy thằng kia thì nó bị nặng, mấy anh em bàn nhau và không người ta cũng phải chạy thôi. Lần trốn được 13 ngày, nghe như nó nói là cách biên giới còn 70 cây. Vâng. Trốn chạy 13 ngày. Sau bị ấy đưa lên truyền hình, đưa ảnh và lên truyền hình để bị dân quân nó bắt lại. Mình chạy không ngờ không tránh được dân quân. Thế sau bắt lại. Mấy anh em nó bảo, đầu tiên nó bảo ui tôi tưởng ông bị bắt ngay sau không thấy gì, tưởng ông thoát được rồi vì đi 13 ngày rồi, tưởng ông về được Việt Nam rồi. Và vậy như nào mà đi 13 ngày mà. Tôi nói thật với ông, nếu như bắt ô tô đi ô tô tải thì nó kiểu không đi theo ý mình,
nó lại quay linh tinh, mình không biết nó đi đâu. Có khi nó lại chẽ không theo cái hướng mình lại phải xuống. Sau cứ đi xuống là cứ đi linh tinh vậy. Thì đi mấy lần đi bộ ra vẫn còn thấy ra cái eo biển, ra cái biển và vậy thì chưa qua cái eo biển. Thì qua cái eo biển này mình xuống hướng nam thì về Việt Nam được. Mà thằng nó bắt lại nó mà anh chỉ còn 70 cây nữa. Còn sau định chạy lần thứ hai thì mà chuyến này đi chỉ có ấy ra đảo Hải Nam may thoát. Lại khi ra đảo thì đi kiểu tàu buôn, nghĩ là chỉ có tàu buôn thì về Việt Nam. Kiểu nghĩ thế nào? Thì cứ ngày cũng đầu tiên đi kiểu nghĩ chưa xa cái trại. Ngày tìm cái chỗ nào đấy nghỉ trong đêm đi. Bắt nhảy xe linh tinh đi. Thế sau xa xa rồi 5 giờ mấy anh em ngày ở bên đấy thì nó kiểu nó cho mỗi tháng ít để mình mua dụng cụ cá nhân này này, kem đánh răng với lại các thứ mỗi tháng như kiểu phụ cấp ở mình, nó kiểu chi trả như thế để mua đồ hàng tháng này. Tháng thì nó cho ra cái chỗ cổng kiểu cứ bớt tiền lại gom sau rồi chạy. Mấy anh em dồn lúc đi thì trốn thì mình anh hay là có mấy người? Có một mình, mấy kia nó yếu bị thương hết. Khi đi thế thì các bạn có biết không? Biết à, bàn nhau. Vâng, có anh em biết. Còn nó về được thì tới nhà ra nhớ địa chỉ hết. Anh có thích hôm nào làm chuyến đi không? Với anh em mới gặp nhau. Hiền Hùng thì chết rồi, Hiền Nghệ An bây giờ nó ở ấy, ở Đắk Lắk. Nó không ở Nghệ An nữa. Nghệ An 1, Thanh Hóa 1, Quảng Bình 3, Quảng Trị 1, Đà Nẵng 1, Quy Nhơn 1, Nam Định có 1. Khi mà anh thoát ra khỏi cái trại giam đấy thì thoát vào cái đường. Thì mình ấy nó gác sơ sài trốn lẩn qua nó. Anh ra ngoài thì tối. Và nó có cánh đồng, chạy ra khỏi cánh đồng. Nói chung là lúc ấy cũng phải đi chạy nhanh. Sau ấy ra khỏi cánh đồng có đường quốc lộ đấy. Gần mấy hòn đá là đường ấy, chặn ô tô tải nó chạy, tránh đá là mình lên thôi. Thế đi nó bắt xe chỉ có thế. Nhưng mà có biết tiếng đâu để mà... Tiếng của nó biết ít, biết sơ sơ, nhưng mà nó tiếng Quảng Đông không biết. Nó nhiều thứ tiếng lắm, thằng Trung Quốc nó nhiều thứ tiếng. Kéo đường này, mình vần mấy hòn đá ra đường nha. Thế... nó tránh đá ô tô, tránh đá mình trèo lên được. Tức là lúc ấy nó hạn chế tốc độ. Vâng, giảm tốc. Trèo lên thùng. Vâng. Nghĩa là mình nằm trên thùng. Vâng, lên thùng. Vâng. Thế còn ăn uống thì thế nào hả anh? Ăn uống thì ban ngày ngủ rồi xong cũng mua linh tinh chuẩn bị ấy tối này, là mua ăn qua quanh kéo vậy. Nhưng mà mua thì có cái tiếng đồng họ có nghi không? Cái người bán hàng. Chắc là cũng nghi. Nhưng mà dân thì cũng kiểu ít người họ để ý. Nhưng sau hôm 5 giờ chiều thế ta mua bị dân quân nó bắt giữ tay, cũng bị nó đánh cho trận. Giữ tay nó nói tiếng Quảng Đông mình không hiểu.
Thế sau cũng nghi, nghi kiểu bị giữ rồi. Giữ hai tay này dẫy ra xong đánh nhau rồi nó để chạy. Chạy ra tối nhanh thì nữa thì chạy được. Nhưng sau nó hô đông quá, ra đông quá nó bắt. Đánh nó điên, nó cũng đánh cho chạy, cũng đau, đông quá. Anh xong công an nó đến, nó đưa vào cái trại thì nó trại của nó phòng giam từng phòng phòng cái này, thế là nó nhốt mình, mới nhốt mình ở hiên thôi, nó xây kín lắm, nhốt mình ở cái hiên, nó gác, không biết là nó bố trí người trước hay là có một người nhốt ở đấy cũng nói tiếng Việt Nam rất là giỏi, nằm nói chuyện nghe hắn thế là tự sự. À, nó hỏi vào nhà sau bị bắt mà sang chơi bị bắt, xuống sang chơi không giấy tờ, mình nói thế. Nó sau nghi và chắc là nó nằm ở trong cái trước rồi, nói tiếng Việt Nam giỏi, nói như gió vậy. Nó mà nó người Việt Nam nhưng kiểu đi buôn bán, bị bắt nhốt. Và tôi đi chơi, nó hỏi em mà tôi đi chơi không giấy tờ bị bắt. Anh có khoảng 9 giờ sáng hôm sau thì nó bọn cán bộ trại nó đến nó trở về 9 giờ. Lúc ấy tâm trạng anh như thế nào? Bọn trại đến thì cũng biết nó, kẻ nó giữ, lúc nó giữ nó biết là nó bắt quay lại rồi. Sau về ông mình là giờ thả lên người nhốt, bảo ông muốn nhốt tôi là sao nhốt, tôi đằng nào chả nhốt. Cái cậu này cậu xì xì ở chỗ chân cái cầu thang là cậu nhốt đấy. Cậu nhốt từ mấy năm tôi còn chịu được đằng nào, tôi chả nhốt, mấy anh em trên kia nhốt chứ là cái gì đâu. Nói thế. Sao đấy có bị phạt không? Không, chỉ nhốt khoảng tháng. Để tháng cấm cố. Dạ. Được gọi là cấm cố. Vâng. Nhốt luôn trong nên không cho ra. Vâng. À. Nhốt. Nhốt trong phòng hay nhốt trong trại giam? À, cái chân cầu thang nó xì chân cầu thang lên xuống rồi. Nó cứ ở trong cái chân cầu thang đấy. Vâng, nhốt rồi. Đến bữa thì ra. Nó đem đồ ăn này. Thế vệ sinh thì nó cho ra. Vâng, nó cho ra. Chuồng cỏ ấy. Và sau lại nhốt. Một mình ở trong cái chân cầu thang đi lên đi xuống. Khóa. Ăn uống thì thế nào ấy? Thì nó mang đến. Ăn, ăn, vẫn ăn uống như thế. Tương không hay là. Cũng vậy. Khổ hơn. Không, nó cũng thế. Vâng. Khi mà bị ở trong đấy thì các anh có bị gọi là tra khảo không? Không. Bác nó có hỏi han gì không? Lúc bắt nó chỉ hỏi sơ qua. Và chúng tôi tiếp gọi là tốt đỏ. Cô biết thì chết gì. Cũng như nín cơ ông, bảo sao làm thế. Thế khi họ hỏi thì các anh trả lời như thế. Vâng. Họ hỏi như nào ấy? Thì cũng cấp bậc với các thứ lệnh của ai ai rồi, chứ vẫn lãnh đại đội bảo chúng tôi đi, chúng tôi như lính của các anh, bảo làm gì chúng tôi làm thế, chúng tôi biết chết, bảo đi đảo chúng tôi đi đảo, đi chúng tôi ra xây dựng bị các anh đánh bắt về đây chúng tôi cũng biết vậy, nói thế nó cũng chẳng hỏi. Nó phải qua
cấp bậc các thứ. Có đánh không? Không, nó còn đang chữa cho mình thì trả được. Thế sau đấy thì khi mà khỏi được ở trong mấy trại đấy thì hàng ngày mình có phải làm gì không anh? Không. Thế làm gì cho hết ngày? Thế chỉ nhốt mấy anh em trong phòng à? Nhốt trong phòng này á? Vâng. Nhốt hơn 3 năm cứ 3 người phòng nhốt vậy. Thế sao anh lại ra được để mà trốn đi? Thì tối kiểu ăn cơm cho xem tivi, có một cái phòng ấy, 9 anh em gặp nhau ấy này, cho ấy, có một cái phòng hoặc như kiểu hội trường của cái nhà đấy, họp hội hay cái, các thứ là ở trong cái phòng đấy, nó có tivi, nó cho xem tivi. Tối nó không nhốt, nó chỉ gác ở dưới chân cầu thang thôi, thế chạy được. Thế là cứ hàng ngày là 9 anh em cũng gặp nhau cái lúc buổi tối đấy. Vâng, với lại đi ăn lúc xuống 3 bữa nữa ăn này. Xong về lại mời cụ vào trong phòng ngồi. Vâng, 3 người phòng. TV đấy thì nó tiếng Trung Quốc thì anh xem à? Vâng, tiếng Trung Quốc hết. Xem hình vậy như kiểu người câm xem vậy. Chứ là sao viết tiếng được. Vâng. Nó như kiểu người cầm. Khi mà nhận được phóng thích ấy thì anh có cái kế hoạch là vượt ngục lần 2 nữa đúng không? Vâng. Là... lần 2 cũng bàn là để ra đảo Hải Nam. Nhưng mà chưa chạy thì mấy anh em mới bàn vậy. Còn đi ở lên đèn này khả năng không thoát được. Vì về mấy anh em nó bảo tôi tưởng ông bị bắt ngay ngày 1, ngày 2, đưa ngay lên thời sự luôn. Đưa tivi suốt ảnh của ông, đưa lên tivi. Mà sao ông chạy 13 ngày, tôi lại tưởng ông thoát rồi. Bẩn đường khó đi ạ. Đi ở đây nó cũng xa. Bây giờ sau cái tính lần 2 này bảo phương án là chỉ có đi theo kiểu đảo Hải Nam, nhốt gần đảo Hải Nam, đi ra đảo Hải Nam thì khả năng mới về được, đi theo cái tự kiểu mình nhờ tàu buôn hay là như thế nào, trốn trên cái tàu buôn đi thì về được Việt Nam, chứ không về được. Đi kiểu kia khó, nó truy nã ngay kiểu nó truy nã luôn chứ. Sao chạy khiếp. Nên có tuyên truyền gì không hay là nó chỉ nhốt thế thôi? Nó chỉ nhốt thôi. Vâng. Không tuyên truyền gì hết? Không. Lính. Vâng. Trước khi mà nhốt. Anh vào bộ đội thì ở nhà anh làm gì? Chắc cũng trồng lúa các thứ. Nông dân. Vâng, nông dân xịn luôn. Vâng. Mà bất khuất nhỉ. Khi anh đi anh nhập ngũ là anh bao nhiêu tuổi? 21. Rắn rồi. Vâng. Thì mấy anh em, bốn anh chưa về, ông Campuchia, ông người nào chưa về. Còn một mình ở nhà với bố, thế là người ta kiểu cùng tuổi thì đi hết rồi. Chứ em lại đi sau ông anh ông về. Cái ông bộ đội nào ông về xong mới gọi. Chứ còn một mình mẹ thì mất năm 81. Thế còn hai anh em, có em với con cô nó lấy chồng ở dưới kia nữa, là hai anh em ở nhà thấy họ cũng không gọi. Thế khi anh ở bộ đội nào về thì mới gọi. Khi anh đi anh có thoải mái không? Trong tâm trạng thoải mái không? Cũng thoải mái. Có... hồi... anh cả thì... đi sau chuyển công tác vận tải ở Phà Đen, bến Phà Đen Hà Nội này. Còn anh thứ hai trong Nam. Anh thứ ba đang Campuchia. Còn anh thì bên Lào. Sau cái anh bên nào về họ gọi đi 21 gọi đi luôn.
Khi đi là anh vào binh chủng hải quân à? Vâng. Là công binh hay là lính hải quân bình thường? Nam công binh. Công binh của hải quân. Vâng. Tức là nhiệm vụ của mình ra đấy là xây dựng. Vâng. Nên khi bị bắt là anh không có súng. Vâng, không. Và ra đấy anh cũng không phải là người được trang bị súng. Không. Chỉ bác chuyển hàng ra để xây dựng cái nhà và ra làm cái nhà cao cẳng, nhà sàn. Nhà chân dài. Vâng, nhà chân dài. Lúc ấy anh cũng không mặc quân phục đúng không? Vâng. Anh mặc áo phông mà. Vâng, lúc ấy mặc áo phông Sài Gòn, nó màu nó vàng vàng nhạt, cột cánh thế này. Những người như anh mà nếu mà trước cách mạng là đi làm cách mạng là kiên cường lắm đấy. Có một cái tình tiết này, tức là khi trước thì anh nói là anh trên một cái cano. Vâng. Trên một cái cano thì khi đấy là xảy ra giao tranh ở trên đảo nên nổ súng. Vâng. Nổ súng trên đảo và nổ súng nó bắn vào tàu của mình. Vâng. Thế rồi là làm sao anh lại ở trong phòng để mà ở trong tàu để mà khi cái tàu nó bị chìm thì mình lại ở lại được? Này, nó kiểu lính nó bắn hết đợt bằng à. Bắn hết băng đạn ấy. Thế là bảo thôi mình nằm lệ chết thì pháo nó bắn. Nó bắn cả lúc nó vẫn còn đang đánh cabin. Thế là mảnh cabin nó tan ra xong là nó văng cả xuống người này. Thế trên đảo vì nó như thế này này, tàu của nó 3 chiếc ở đây. 3 chiếc như này. Là pháo nó bắn ngang, pháo 85 nó bắn ngang tàu mình đây này. Thế cái đảo nó khoảng đây thì nó giải hết đảo đây, lính nó giải hết quân nó trên đảo. Nó bắn ở đây, nó bắn lên, lính nó bắn lên, còn ba tàu này nó bắn sang. Thế mình cái xuồng tàu nó đang hàng đây. Vâng. Bắn vào đảo đây. Bắn vào tàu mình đây. Còn có đảo chỗ em ngồi này. Vâng, còn lính nó lại ở khu vực này. À, còn cái xuồng thì nó, cái xuồng nhỏ nó nằm ở kẽ con tàu này. Thế nó bắn hết một loạt đạn thì lúc ấy nghĩ là thôi mình nằm đây cũng chết. Thế trèo lên tàu. À, trèo lên tàu thì lúc lên, ui giời, lên thì bị phát, đầu tiên bị phát là điện giật. Vì lúc ấy là điện ba máy công đang đổ để phục vụ cái cầu mà nó đánh cabin. Thế là không hiểu sao không không tắt máy. Thế kiểu điện nó chùm là toàn bộ tàu. Nên phát thì vào đứng vào cái chỗ cẩu thì bị điện giật. Điện giật thôi mà không biết kiểu gì nữa mà cứ đứng tạm đấy đã. Thế sau nó đánh chìm xuống máy. Đánh thẳng từ cabin đánh xuống máy phát tàu nó phực nó cháy, có dầu nó cháy cái và chắc hết điện rồi. Thế thử rồi co gõ thử xem còn điện không, thế hết điện rồi, nhảy xuống dưới cái hầm hàng và đứng đây rồi. Tí lính nó bắn lên thì cũng chết xong nhảy xuống hầm hàng cái anh em ở dưới nhìn thấy và cứ gọi ông nhân thì lúc cái bị thương nhiều lắm rồi băng thôi cái ui nhiều ông gọi quá không biết băng trong nào đông lắm. Sau rồi thấy nói bắn giật lên đánh thì kiểu cái nổ pháo nó bắn thủng ấy, lấy súng ra bắn lại lên đảo nó thì súng mình bắn ăn thôi, nó pháo 85 đi. Gọi là đánh đánh vậy. Không thông bây giờ còn không? Còn sống không? Anh có biết không? Không, không, không gặp, không nghe tin ông ấy. Mà chắc chết, chứ ông ấy chết rồi. Ông ấy chết ngay từ đầu. Vâng, chắc chết ngay từ đầu. Ông ấy là người chỉ huy đưa... Vâng, vì nó vâng, đánh cabin. Ông ấy bảo là đưa ấy. Ông người nhỏ nhỏ. Ông chờ, ông thông người... Hà Nam Ninh này mà không biết ông Hà Nam hay Nam Định hay Ninh Bình thôi. Biết ông Hà Nam Ninh. Còn ông trừ thì người Thanh Hóa rồi. Ông thuyền trưởng người Thanh Hóa. Và ông Thông là chỉ huy trưởng.
là ông người Hàm Ninh biết. Và sau ấy thì xuống dưới đấy và đánh lại thì em mới thấy mà đánh lúc cứ nhìn lên quay nó đánh lên trên đánh cháy máy xong là đánh giật lên trên mũi và đúng đánh trên mũi rồi đánh giật lên rồi thế em nó hô và nó đánh lên đấy xuống ấy lại xuống cho cháy xuống vùng cabin vùng máy ấy, xuống đuôi tàu em nhảy xuống đuôi tàu mấy anh em thì còn một số là đang ở trên mũi tàu còn giữa tàu lúc nó dập cho là nát hết chết hết mà không chết lúc cái tàu chìm thì cũng chết uống nước chết chết nhiều là uống nước chết thì em nhảy xuống dưới đấy đến lúc tàu nó chìm nghiêng cái là nó chìm nhảy nữa thì nó mắc nặng chán mà hôm mới đo độ sâu là 30 mét mà lúc nước nó cạn nước chập tối là nó cũng cạn là độ sâu 30 mét thì thả neo không có ấy không được mà tàu nó chìm nhanh mà lúc em nặn một hơi lên thì là cũng uống no nước luôn nên là anh em mắc trong đấy uống nước no còn sống uống nước no chứ tàu nó kiểu hàng mình chở ra làm cái nhà giàn này nặng tàu 400 tấn còn mang làm dự tính làm mấy cái nhà giàn đảo gạc ma này cô nuin này đấy và làm mấy chiếc nặng với lại mang thực phẩm cho tiếp tế cho cái 505 anh em đình đình nhìn thấy tàu 505 đấy bọn em vâng bơi vào đảo không bơi được không bơi nổi và vâng nghĩ nó chảy thế và nghĩ bơi vào đảo thì sống nhưng cuối sau đánh nhau xong 9 giờ khoảng tiếng không lên tiếng chim ở đâu nó vạt ngàn luôn chim hải âu nó nhiều cỡ đấy chim nó lên trắng trời luôn đấy. Chim nó dạn lắm bị thương là nó xả cả xuống kình cứ phải thống kìa nó bị cả vào mắt này cứ phải đuổi chim như này không nó xuống nó sơi ngay vào kinh vậy chim kinh lắm chim sau này gặp cá heo tưởng cá mập hiện tượng là nó sơi cá to nó đến đông nhỉ sau nhìn kiểu phát hiện là cá heo chứ không phải cá mập kiểu mùi máu người nó tanh chim nó đâu đến kinh lắm nhiều lắm rồi nó tinh mũi vậy kiểu máu máu nhiều khi anh lên đây như thế thì là trừ anh cái gì em vừa nói lúc nãy nhỉ anh thống rồi à Kiên rồi vâng là anh trừ anh Kiên là hai anh em gặp nhau vâng và sau đấy thì là anh lặn xuống còn anh Kiên khả năng là bị bắn vâng thì anh còn gặp ai lên đây như thế nữa không đấy thì còn có 9 anh em đấy 9 anh em đấy là sau này còn có Kiên nữa thôi vâng tức là lúc anh lên đây ấy lúc đấy là nhìn hết anh em nhìn hết nhưng mà sau ấy là gặp Kiên này là hai anh em bơi cùng à, đi cùng thế cái xuồng nó chạy vòng tròn này ba bốn chiếc thế nó chĩa súng cái này cái nó đi nó chĩa súng cái này em biết nó bắn nó nặn luôn nặn thì nặn xuống nước mà không kịp bảo ông Kiên nặn xuống cái tưởng Kiên nó cũng nặn hay như nào nặn xuống thì ở dưới nước còn nghe tiếng súng nổ lên thì không thấy đâu rồi quay nặn tìm mỏ nó xem như nào nhưng không thấy tìm chán không thấy nó nặn mấy hơi không tìm thì nó biết là Kiên chết lúc ấy chết rồi lúc tàu chìm hết rồi bây giờ anh có biết là còn bao nhiêu người sống các anh vẫn gặp nhau ấy bây giờ thì đấy có 9 anh em anh Nành thôi không 9 anh em đấy là những người bị bắt
Vâng. Cái thuyền đấy, cái tàu của anh, tàu anh là tàu số bao nhiêu nhỉ? 604. Chắc chỉ còn anh thôi, chứ không còn ai. Thế Lê Hữu Thảo là tàu nào? Không biết ạ. Không biết Lê Hữu Thảo. Anh vẫn gặp đấy. Khẩn. Cái hội gặp ma đấy. Kêu bữa cứ nghe thế vậy, vào Đà Nẵng cũng thế, vào Đà Nẵng nhưng mà không gặp, không gặp Lê Hữu Thảo. Thế là có một nhóm của cái tàu 604 ấy, vâng, cũng chìm như các anh, vâng, cũng ôm ván bơi như thế. Vâng. Nhưng ông ấy lại kiếm sau, ông lại với được một cái xuồng, thì ông lên trên xuồng, sau là bơi thì ông lại... Không có xuồng nào. Có xuồng, vớt được một cái... Thả mỗi cái xuồng là em đứng phục vụ. Không biết xuồng hay là ván hay như thế nào, nhưng tóm lại là các ông ấy kéo mảng với nhau là được mấy ông đấy, tôi không nhớ. Nhưng mà sau đấy là ông vớt được một ông cũng trôi nhanh. Ông đấy gần như cũng sắp chết đuối rồi. Tàu 604 là thả, lúc cái thả có mỗi một cái xuồng là em xuống, em anh Thông anh bảo chú nhân chú thôi ấy xuống phục vụ cái móc cẩu ấy, nó nặng 30 cân rồi. Nếu như chú ông nào yếu là nó va cho vỡ đầu ngay, chết luôn. Thế thì chú cẩn thận, chú xuống chú phục vụ cái móc cẩu. Anh Thông anh còn bảo vậy. Thế bảo vâng, để dắp xuống ngay. Thì thả mỗi một con xuồng đấy mà đã cẩu được mấy cẩu hàng, nó cũng đã dầm dầm rồi. Thế là nó chìm luôn cái xuồng nhôm. AK nó bắn, cái xuồng nhôm AK nó bắn luôn. Nó chỉ hơi nún nún một tí thôi. Còn AK mà bắn lên tàu này là không bảo gì. BDBK không bảo gì. AK bắn vào xuồng chưa bảo gì. Chỉ có BDBK nó chỉ hơi, em thấy nó nún tí thôi. Nằm ở cái xuồng mà nó bắn như kiểu còn hơn mình là ngô. Nổ kinh, đạn ấy, nó kinh. Nó găm vào, còn bắn vào tàu như kiểu gõ sát hàn thì không bảo gì. Ở trên nó bắn xuống tàu sắt nó dày lắm, không bảo gì. Anh có biết trên cái tàu 604 của mình có bao nhiêu cán bộ chiến sĩ không? Thì nếu như đổ, chứ bọn em là chắc là chỉ hơn 100 gì thôi. Vì nó còn lính tàu nữa cho nên không biết được. À. Hình như là có cả 146 nữa. Hy sinh là 64 người, nên là cái số còn lại cũng đông chứ không. 64. Vâng. Về cái danh sách mất tích thì là 74. Vâng. Không biết bao nhiêu nhưng mà 74. Sau này đã xác định được cái 74 danh sách họ nhờ chữ thập đỏ quốc tế, em còn nhớ. Danh sách của em là 65 mà. Nếu như tên của em là gạch tên thì mà mình gạch cái sau đít là còn sống mà. Là như 6 năm, 74 thì còn 9. Bọn em về sau khi gặp Nanh nó ra Hải Phòng, nó họp cái bữa ở Hải Phòng ấy, mới gặp nó. Lúc mà lênh đênh trên biển anh nghĩ là còn sống không? Sẽ sống không? Hay là nghĩ sẽ chết? Lúc lênh đênh thì cũng không biết được, thì nghĩ là chắc là ấy, tàu mình ra hay là máy bay ra cứu. Sống như vậy. Khi mà nghe cái tin mà được phóng thích thì anh thấy thế nào? Với nó cái sướng, cái hiền người Nghệ An, cái cửa nó khung gỗ mà cửa kính, đọc lệnh phóng thích cái nó đá cái vỡ hết một cái cửa kính cửa của nó. Và ở cái phòng, cái hội trường đá vỡ tan cái cửa của nó là sưng cả chân, thì nó không nói gì. Đọc lệnh phóng thích cái thằng Hiền, Trương Văn Hiền, đá ngay với cửa kính vỡ tan cái cửa kính. Bây giờ anh có giữ liên lạc với những người đồng đội của anh? Chẳng có. Vâng. Thường xuyên, vâng. Số điện thoại các thứ có hết. Vâng. Thế 9 người mà bị bắt cùng đấy thì là đều cùng trên 604 thế này? Vâng. 604. Anh Nhân là có gia đình trước khi đi bộ đội hay là về rồi như vậy? Về rồi ạ. Vâng. Em lấy vợ năm 93.
Còn đi năm ấy, năm 86, vải chín vàng này. Bây giờ thì các cháu thế nào? Dạ em nuôi hai cháu. Một cháu rồi bác bảo vào trong Nam ở với bác thì đang sống chồng ấy. Còn cháu thứ hai đang học ngoài này, học năm cuối. Lớn là 94 ạ. Còn nhỏ nó dương thì nó sang 99, còn âm thì vẫn còn 98. Âm thì là 16 tháng 12 năm 98. Gia đình bây giờ là vẫn sống thuần nông. Vâng. Vâng. Có khó khăn lắm không anh? Sống vậy vậy thì sống đi. Tức là mình so với mẹ con trong xóm, trong làng cùng cái độ tuổi như mình ấy, vâng, thì nằm ở trong cái tốt bình thường không hay là cũng bình thường là... cũng bình bình như mọi người. Không, dê của ông anh đấy. Vâng. Và với bò ấy, hai anh em có mấy con bò. Vâng. Có mấy con bò. Còn dê của ông anh ở đây trước ông già ấy, nãy em nói là trông cái cống, bây giờ vẫn còn đang trông cho nông trường này, cái cống đây này. Thế là nông trường cho ông già ít đất ở đây để trông coi cống. Thế sau về thì ông yếu em ra đây em trông. Có lương không? Mỗi một trước, ngày trước bố em trông ấy thì là nông trường trả cho 1.000 mét vuông đất để trồng lúa. Bây giờ đất không có thì 6 tháng là được 80 cân cân lúa ấy, bằng cái sản của cái 1.000 đấy. 6 tháng họ cấp cho sò 80 cân thóc. Vâng, thóc. Và cái mảnh đất mà mình đang ở nhà đây. Không, cái đất ruộng cơ, còn cái đất này là họ cho để trông coi cống. Tức là đây không phải nhà mình. Nhà mình ạ. À, họ cho đất cái mặt bằng này còn mình xây. Vâng, tức là cho cái đất này còn mình xây nhà. Mình xây nhà. Chưa. Vâng. Cái đấy nó cũng phải là... cấp cho mình trông coi vậy thôi chứ còn vâng. Chưa có cái thủ tục sổ. Vâng. Nó cần sở hữu một mình. Vâng. Thế thì ngoài cái nhà này anh có còn cái nhà nào của anh? Không ạ. Có thì chết nhỡ lúc người ta đòi đất. Nếu mà thời gian nó quay trở lại mà nhà nước lại đảng và chính phủ yêu cầu anh đi bộ đội giữ đảo thì anh có đi nữa không? Bác bảo bây giờ già rồi. Không, nếu mà thời gian nó quay trở lại. Quay trở lại vậy. Nếu như mình là quay vào thời trai trẻ. Thì mà... công dân thì nói chung là cũng phải đi bộ đội để mình sẵn sàng. Vâng. Anh bị thương mà bên kia nó chữa thì làm gì có giấy chứng thương nhỉ, đúng không? Có về đây à? Không, chỉ có cái ấy thôi, không biết là có hay không, nhưng mà cái bà viện phó bà đưa cho mấy tờ giấy, bà bảo là đây là hồ sơ bệnh án các thứ của anh. Bà chỉ dặn cái này anh mang về bàn giao cho bên Việt Nam, cái này rất quan trọng đối với anh. Bà cứ mang về, mình nhìn đọc chữ Trung Quốc không biết gì. Nhưng mà anh về Việt Nam ấy thì có khám sức khỏe lại không? Khi được trao trả lại. Không. Không thích. Không. Khi được không thích ấy thì là bên đại diện của Việt Nam sang đón chứ hay các anh tự về? Không. Còn Trung Quốc chở mình ra đến đấy, ga Đồng Đăng Lạng Sơn này. Không, xong mình lại đón đấy trao trả đàng hoàng. Vâng. Đón ở chỗ à, bên dưới. Chỗ vâng. Vâng. Cột mốc. Hai bên đứng như này rồi là con đi từ bên kia đi sang. Vâng, gọi tên. Vâng, từng người một xem này bàn giao cho Việt Nam. Về thì bây giờ cái chế độ chính sách của anh có gì không? Không ạ. Có là một đội phục viên hay là xuất ngũ hay là... phục viên. À, vâng. Phục viên. Thế như là phục viên là cũng có chế độ một lần đấy nhỉ? Tính theo bao nhiêu năm đấy? Vâng. Thì đấy. Có được không anh? Có được cái đó không? Cái gì 162, cái gì chế độ... vâng, đấy. Thế có được đấy. Không anh? Có, mới lấy cái 62 này mới lấy. 62 thì đều mới hết. Vâng,
mới nay là bộ biên giới Vị Xuyên các thứ từ 79 cho đến 89 mới nhận đấy. Vâng, mới nhận đấy. Thế là anh có nhận cái đó rồi. Vâng. Và phụ viên thì cũng có cái chế độ phụ viên. Vâng. Chỉ có cái là bị thương thì là chưa được giám định, chưa được đấy, chưa được làm gì. Cơ nặng lắm không? Về đây giám định thì 11%, 11%. Bạn nó phần mềm nhưng nhiều đây vết dài chứ nó toác đây, đi tập tễnh ở bên kia hơn một năm nó găm bục phát vào đây. Không, nhưng mà phải nói là người nông dân chân tập chí thép đấy, tễnh bị bắt này rồi là tóm lại cả chín ông đều không giơ tay hàng. Và không thì rất là nể, nhưng mà thì nó vì tay cống không dơ được. Tay cống thế mới hỏi là ví dụ nhưng mà đúng ấy là ngâm từ đánh khoảng 8 giờ sáng mà đến 5 giờ chiều mà 27/1 này. Nhưng mà lúc đấy anh không dơ được tay hay là không có ý định dơ tay hàng? Không dơ được, không phải gỡ ra cơ mà. Nhưng nếu mà anh muốn dơ tay thì nếu như dơ được anh có dơ không? Cái đấy thì không biết, nhưng mà lúc ấy chỉ có không biết được. Có dơ nhưng mà vì lúc ấy là nó là mệt. Cái thứ nhất, mà cái thứ hai nữa nói đúng là không, mà nói đúng là cũng không dơ thật, vì nghĩ mà ở bên mình ở nhà là cái 579 đánh và cứ nói Trung Quốc ác lắm các thứ này nọ, đang ngủ mà vào Trung Quốc đến là dọa nhau, là đang ngủ rồi nhỏm chạy kéo 579 là anh nó đánh mình, nó dùng pháo súng cỡ lớn nó bắn, trong khi đó là mình thì tay không, nó không có súng ống gì cả. Lúc đầu tiên là mình làm gì có súng ống, nó dùng súng lớn rồi nó bắn pháo 85 thì nó bắn súng không ngã, nó bắn làm gì không, không không pháo bắn ngang đấy, gần nó hạ nòng nó bắn toàn bộ cái chỗ anh em mà trên đảo là nó bắn. Chắc từ đây chỉ ra cái bụi chuối ngoài anh cách anh nhau. Giờ anh ở đâu anh? Cái bữa gặp nó này nó bảo nó vẫn ở trung đoàn. Là vẫn đang bộ đội à? Vâng. Gặp lâu chưa anh? Gặp chắc về hưu được, gặp từ cái năm ấy mà năm về cơ mà, năm 91 ấy. À. Vâng. Anh Hùng sao? Vâng, anh Hùng. Anh Hùng với bọn em đi ở về chờ ra quân ở Hải Phòng này thì nó ra ngoài Hải Phòng nó họp mà anh Hùng được mời. À. Thấy gặp nó bảo thế anh Hùng dũng cảm đấy, cũng rất dũng cảm đấy. Vâng. Cha đấy là ô cờ vào chồng con Nanh Phương. Như vậy là anh về nước mà người ta cũng khám thương tật cho anh được 11% nhé, đúng không? Vâng đấy, có ở cái bệnh viện gì ở Hải Phòng á. Bởi vì là cái tỷ lệ thương tật nó thấp cho nên không được chế độ thương binh. Vâng. Dần dần đấy. Dần dần rồi sau này. Không, người ta cho lính một lần. Thương tật như thế người ta cho lính một lần. Đính rồi, các thứ rồi cả cái chế độ biên giới đánh nhau cũng được đính rồi. Bằng nhà. Đúng rồi, em nghĩ cái tàu 604 thì chỉ bây giờ nó chỉ còn 10 người chết, cái thằng Hùng thì chết thì còn 9. Không, còn sống nhiều. Chứ lúc cứ nổi lên là chỉ còn có vậy. Nó nhảy xuống mà khi mà tàu, tức là tàu kia đã cứu nữa, nó vớt. Vâng, không, nhưng mà đầu tiên ấy là khi mà bị ấy thì là họ nhảy xuống. Họ nhảy xuống mà họ nương theo, họ có nhiều kiểu để đấy đó. Nhiều người được vớt anh ạ. Vâng. Đấy, tôi sẽ cố gắng là tập kết những cái thứ đấy để anh cũng nên tìm cái thông tin về đồng đội mình. Tàu 604 tàu hàng không có pháo. Tàu có tàu hàng có pháo ấy. Không có. Kéo đạn mấy cái gì đấy ra. Không có, không có pháo. Ông này nói chắc đúng. Không có pháo, tàu hàng, tàu 400 tấn. Tàu khác à, có khi tàu khác nó có thể em có kết quả. Em thấy là không thấy có. Trong cái đấy thì để mình và bộ đội qua cái chiến cả mà. Và chắc không ai nói sai đâu. Vâng. Có chức quả về thăm thì cũng thôi. Vâng, cảm ơn. Thứ nhất là cũng là nhân dân mà. Dạ. Mình cũng rất là, nói chung là rất là cảm ơn. Dạ, vâng. Các đồng chí bộ đội ngoài cái việc là canh giữ biên cương hải đảo. Dạ. Thì cũng đã giữ được cái khí tiết của người chiến sĩ Việt Nam khi sang nước ngoài. Dạ. Gọi là một cái quốc sĩ. Dạ. Cái đấy là cũng thực sự là mình cũng rất cảm động đấy.
tạm biệt người lính công binh, chúng tôi ra về trong cái rét lộc của tháng 2, mưa bụi răng răng như sự lưu luyến của người đi người ở. Cái ngõ nhỏ khó quay đầu xe nên chúng tôi lùi mà đi, dáng anh đứng đó nhỏ dần. Chúng tôi bàn luận suốt chặng đường về người lính nông dân, về 10 lời thề danh dự của quân nhân Việt Nam mà các tân binh đều phải tuyên thệ, về đâu là sự rèn luyện, đâu là bản chất. Vẳng trong tôi lời thơ Nguyễn Đình Chiểu khi ông khóc những người lính nông dân Việt Nam chống ngoại xâm. Nhớ linh xưa, côi cút làm ăn, riêng lo nghèo khó, chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung, chỉ biết ruộng trâu ở trong làng bộ, việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm, tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó. Thác mà trà nước non còn nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen, thác mà ưng, đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Như các nghĩa sĩ Cần Duộc, sự kiện 14 tháng 3 năm 1988, các chiến sĩ Việt Nam là những anh hùng, dù thất thế vẫn hiên ngang. Có nhà thơ viết về những người lính chiến Việt Nam sau chiến tranh. Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Cảm nhận như câu thơ viết dành cho anh lính công binh Phạm Văn Nhân vậy. Thưa quý vị và các bạn, phần 1 của loạt video clip về sự kiện 14 tháng 3 năm 1988 này là biên tập những tư liệu sưu tầm đã công bố. Tuy nhiên, Uyên Uyên Việt Nam sẽ tìm gặp những nhân chứng, các mảnh ghép. Chúng ta sẽ đến với từng mảnh ghép để có được một bức tranh. Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.